Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Duy Luân Dễ Thương. Hôm bữa mình có làm cho các bạn một cái video chia sẻ về những cái điểm mà mình rất thích ở chung cư đúng không? Còn bây giờ sẽ là video về những nhược điểm hay là những cái hạn chế, những cái khó chịu khi mà mình ở chung cư và mình cảm thấy trong chắc là khoảng gần 10 năm nay. Rồi, bây giờ chúng ta vô luôn vấn đề ha. Rồi, cái đầu tiên á, đó là khi mà các bạn làm gì ở chung cư á, thì đa số là các bạn đều phải xin phép hết. Ví dụ đối với lại chung cư mình, khi mà các bạn mua những cái món đồ lớn mà cần vận chuyển bằng thang hàng á, thì các bạn sẽ phải xin phép khi các bạn mua vào nè. Ngoài ra khi các bạn bán đồ của các bạn hoặc là các bạn di chuyển những cái món đồ lớn thì các bạn cũng phải làm một cái đơn xin phép. Thì ta gọi là xin phép thôi, chắc chắn là người ta sẽ duyệt tại vì đồ của các bạn mà. Tuy nhiên nó cũng sẽ tốn thời gian hơn và các bạn thường là phải chuẩn bị trước một ngày. Ví dụ như các bạn đang đi chơi, các bạn hứng, các bạn mua cái tủ lạnh về. Rồi bằng cách nào đó mà người ta ship luôn cho cái tủ lạnh của các bạn thì lúc đó các bạn sẽ gặp vấn đề, bảo vệ sẽ hỏi là giấy tờ đâu. Thế là các bạn phải chạy lên các bạn xin giấy. Rồi các bạn xin giấy xong là phải chờ bên bộ phận quản lý nó duyệt nữa đúng không? Đó là mất thêm mớ thời gian nữa. Còn nếu như mà các bạn đang ở nhà đất á, thì nhà của bạn ai xin gì đâu, đâu cần phải xin phép gì đâu, đồ chở tới thì cứ cất vào thôi. Mình hiểu á, là với những cái chung cư như chung cư của mình thì các bạn cần cái tờ giấy đó chủ yếu để làm gì biết không? Có hai vấn đề thôi. Thứ nhất, để đảm bảo là không có ai rinh những cái đồ của các bạn á, đi ra ngoài không mà không có sự cho phép của các bạn. Tại vì khi mà các bạn bưng đồ như vậy thì ban quản lý phải duyệt, và nếu như các bạn không phải chủ hộ thì người ta sẽ gọi xác minh với chủ hộ. Và thứ hai á, là để bảo vệ sắp xếp cái giờ thang hàng cho các bạn, và người ta có giấy để người ta có lý do để người ta block cái thang hàng lại cho các bạn vận chuyển những cái đồ nặng vào. Tuy nhiên đó vẫn là một cái hạn chế mà các bạn cần để ý nếu như các bạn muốn ở nhà chung cư. Thật ra đối với mình, rồi chưa hết nha, bây giờ các bạn muốn sửa nhà đúng không, các bạn cũng sẽ phải xin phép ban quản lý. Tại vì người ta có cái giờ được sửa nè, rồi nếu mà các bạn không làm đúng theo quy định á, là các bạn sẽ bị bảo vệ lên, người ta có thể là phạt tiền luôn á. Tại vì trong cái văn bản, trong cái quy định trước khi các bạn thi công là nó đều có những cái mức phạt tương ứng hết. Đó, cho nên là nó cũng là một cái có thể xem là phiền hơn so với lại nhà đất đúng không? Rồi, cái hạn chế thứ hai đó là các bạn sẽ phải di chuyển xa hơn khi mà lấy đồ ship. Thì mình nghĩ cái này là một cái thứ mà các bạn không cần ở chung cư cũng có thể hình dung được. Bình thường khi mà shipper giao đồ tới cho bạn lúc mà các bạn đang ở nhà đất á, thì bạn chỉ cần đi ra cổng, mở cổng ra là lấy thôi. Còn như chung cư á, là các bạn sẽ phải đi ra thang máy, đi xuống thang máy, rồi đi đến cái chỗ mà shipper được phép đậu ở trong chung cư thì các bạn mới lấy được đồ. Hồi xưa á, như chung cư mình nè, thì shipper có thể đậu ngay cái sảnh của cái tháp mình luôn, cho nên rất là tiện. Bây giờ không biết sao, nghĩ sao ban quản lý đưa shipper xuống một cái chỗ gần đường hơn, thế là mình phải đi bộ thêm một khúc nữa. Mà cũng không hiểu là tại sao người ta lại dời xuống đó luôn. Nó cũng không ảnh hưởng gì trước đây, và tới bây giờ thì nó bất tiện hơn, mà nó còn ảnh hưởng cái đường lên xuống của xe nữa. Nhưng mà ở đó, ban quản lý dời qua đó đó các bạn. Đó, đó cũng là một cái hạn chế. Rồi, cũng liên quan tới cái vụ ship đồ ha. Nếu như mà nhà các bạn thì các bạn có thể kêu shipper ở anh cứ giục đại đồ vào sân đi, không sao đâu. Thì ở chung cư mình á, ít nhất ở chung cư mình nha, không được như vậy. Thì ở cái quầy tiếp tân của sảnh á, người ta không nhận giữ đồ khi mà ship vào. Cho nên đối với lại những cái đồ nhỏ thì bỏ vào thùng thư được, nhưng mà những cái đồ to mà lúc đó mình không có ở nhà là thua, phải giao lại. Một số chung cư khác thì người ta có nhận giữ đồ giùm, hoặc là người ta có bố trí một cái khu riêng để mà shipper vô đó để đồ. Ở như nhà bố mẹ mình là có cái khu riêng, nhưng mà nó lại có một vấn đề nữa các bạn. Hôm bữa mới vừa bắt được một người đi chôm những món đồ mà shipper giao tới mà chủ nhà chưa kịp xuống lấy. Đó, đó cũng là một cái bất tiện khi mà ở nhà chung cư đúng không? Rồi, một cái vấn đề này bản thân mình thì chưa gặp, nhưng mà rất nhiều người khác hay thậm chí báo đài cũng đã đăng rồi. Đó là khi các bạn ở những cái chung cư mà gặp cái ban quản lý không đủ tốt, người ta không đủ chuyên môn, không đủ chuyên nghiệp, và thậm chí là làm cùi bắp hay là không minh bạch về tài chính, thì sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra. Tiền cư dân đóng vô thì không có được dùng để bảo trì cái tòa nhà nè. Rồi tiền bạc không rõ ràng, không biết đi đâu, tiền cứ đóng vào mà không đủ chi. Đó, đó, những cái vấn đề như vậy nó sẽ khiến cho cái trải nghiệm ở nhà chung cư của bạn tệ đi rất nhiều. Trong khi nếu các bạn ở nhà đất thì các bạn không cần bao giờ phải lo về tất cả những cái vấn đề này hết. Cho nên lời khuyên của mình đối với là các bạn nào đang chuẩn bị ở nhà chung cư ha, là các bạn cần phải chọn không chỉ là cái chủ đầu tư nó uy tín, mà kể cả ban quản lý, cái dịch vụ quản lý nó cũng phải uy tín nữa. Nó cũng phải tốt, nó cũng phải chuyên nghiệp. Tất nhiên lúc đó là phí quản lý của các bạn nó sẽ cao hơn so với bình thường, nhưng mà đảm bảo hơn, an ninh hơn, chuyên nghiệp hơn, và các bạn đỡ phải bực mình hơn. Rồi có một cái nữa đó là nhiều chung cư không cho nuôi thú. Như chung cư mình á, thì gọi là một cách chính thức ha, các bạn không được phép nuôi bất cứ thứ gì gọi là vật nuôi ở trong nhà. Tất nhiên là nhiều khi người ta cũng du di, rồi người ta cũng vẫn có thể nuôi được. Rồi có người thì lịch sự, thì người ta cũng cho chó mèo đi thang hàng, không có đụng với lại người ở trong thang máy bình thường chẳng hạn. Đó, nhưng mà nếu như mà các bạn là một người yêu chó mèo thì các bạn sẽ phải lựa một cái chung cư mà cho phép nuôi chó mèo. Mình biết là ở xung quanh mình á, có một số chung cư có cho nuôi chó mèo mặc dù cùng ban quản lý,
Ngoài ra thì một số chung cư khác, mấy chung cư xịn xịn gần mình đó, nó không chỉ cho nuôi chó mèo mà nó còn tối ưu cho cái chuyện chó mèo nữa, có sân chơi dành riêng cho thú cưng này nọ luôn. Đó thì đó cũng là một cái điểm mà các bạn cần phải chú ý nếu như mà các bạn ở nhà chung cư và các bạn có nuôi chó mèo. Rồi, nói một chút về vấn đề kiểu pháp lý á, thì bây giờ có rất nhiều chung cư ở thành phố khác thì mình không biết ha, nhưng mà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh thì rất nhiều chung cư chưa ra sổ được hoặc thậm chí không ra sổ được. Có thể lỗi đó đến từ chủ đầu tư, có thể lỗi đó đến từ vấn đề là chưa rõ ràng về pháp lý, rồi cũng có những cái vướng mắc liên quan tới đất đai này kia đó, thì cái phần đó thì mình không rành lắm và mình nghĩ các bạn có thể search thêm ở trên Google. Nhưng mà đó cũng là một cái thứ mà các bạn cần quan tâm nếu như mà cái cuốn sổ đó quan trọng với các bạn và các bạn cần nó sớm. Chẳng hạn như là các bạn cần mua đi bán lại hay là các bạn cần để mà vay thế chấp hay gì đó, cái đó thì mình không rành lắm, tại vì như bản thân mình thì mình cũng không để ý nhiều tới cái phần này. Cái này thì mời các bạn comment thêm ở phần bên dưới ha. Và ở chung cư á, thì thường là các bạn sẽ có thêm một cái phí quản lý. Cái phí này bao gồm gì? Để xe nè, xe máy, xe hơi ha. Rồi như bên mình á, thì có thêm phòng gym với hồ bơi thì mình cũng phải đóng thêm những khoản đó. Rồi phí để người ta đi thu gom rác nè, phí để bảo trì những cái dịch vụ của chung cư, những cái cơ sở hạ tầng của chung cư, ví dụ như là hành lang, rồi lối đi, rồi hầm nè, hay là thang máy nè. Đó, nó cũng sẽ phát sinh. Và tùy chung cư, tùy cái diện tích sử dụng của các bạn mà nó sẽ có những cái mức phí khác nhau. Như chung cư mình hiện tại á, là mình nhớ mình là 11.000 một mét vuông, thì cái nhà mình khoảng 7 mấy mét vuông, coi như mỗi tháng mình phải đóng 750.000, coi như là 800.000 là chỉ riêng cái phí dịch vụ thôi nha. Rồi nó sẽ có thêm những cái khoản về tiền xe, rồi tiền xe hơi, rồi này kia nữa, thì cộng lại nó cũng kha khá đó, chứ cũng không phải ít đâu. Những cái chung cư càng cao cấp thì cái phí dịch vụ này có thể là nó sẽ càng cao hơn nữa. Hay như chung cư mình á, một cái xe ô tô để ở trong hầm thì một tháng mình đang phải trả là 1.200.000, coi như thêm thuế VAT vô là 1.300.000 cho một chiếc xe hơi đi. Xe máy thì rẻ rồi, xe máy khoảng mấy chục ngàn chiếc thôi, thì cái đó mình cũng không để ý lắm. Còn nếu mà các bạn ở nhà đất mà cái khu vực của các bạn á, nó may mắn là nó có đủ chỗ để mà đổ xe và đảm bảo là các bạn không vi phạm pháp luật, thì lúc đó gần như các bạn không phải tốn gì, đúng không? Rồi nếu trong trường hợp mà nhà các bạn có thể là ở trong hẻm nhỏ rồi không có chỗ để xe, các bạn phải gửi một cái bãi bên ngoài, thì có thể cái chi phí nó cũng tương đương như thế này hoặc là thấp hơn một chút xíu. Nếu mà bãi ngoài trời cơ sở vật chất kém hơn thì có thể là rẻ hơn nữa. Rồi ngoài ra ở chung cư thì các bạn cũng sẽ gặp rất là nhiều những cái vấn đề giống như khi các bạn ở nhà đất. Mình ví dụ hàng xóm kế bên mà cù bắp hay là nhiều chuyện, hoặc là giữa đêm mà họ khoan đục tường gì đó thì các bạn cũng dính đạn. Trừ khi các bạn ở được những cái căn villa mà nó biệt lập và nó không sát tường với nhau, là một điều rất khó kiếm ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội ha. Thì còn không á, người ta làm gì ở cái tường kế bên, người ta đập khoan này nọ là các bạn đều nghe hết ở cái căn kế bên. Rồi một cái thứ nữa, ví dụ như là hàng xóm của các bạn hay chửi nhau hay là người ta có những cái thói xấu nào đó, thì dù các bạn ở nhà đất hay các bạn ở chung cư thì các bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái chuyện này. Và cái chất lượng của cái khu dân cư xung quanh cái nhà của bạn hay là cái chung cư mà các bạn ở nó cũng rất là quan trọng, nó ảnh hưởng rất nhiều luôn. Như chung cư mình hiện tại á, mình may mắn là cái khu dân cư xung quanh mình cũng là khá là xịn, thậm chí có khi rất rất là xịn luôn á, có khi một cái căn ở đó chắc phải mắc gấp 10 lần cái căn chung cư của mình á. Nhưng mà người dân ở đó thì người ta rất là dễ thương, người ta văn minh, người ta lịch sự, thì nó sẽ khác. Hay như chung cư cũ của mình á, thì cái khu dân cư xung quanh thì nó không có được xịn như vậy. Và đôi khi thì xảy ra cãi lộn giữa bảo vệ của chung cư với lại dân bên ngoài nữa các bạn. Đó, thấy không? Hay là có nhiều người ở ngay trong chính chung cư của mình nè, không vứt rác vô đúng cái thùng rác, mà người ta vứt ở ngay trước cái cửa của cái phòng để rác, hoặc là người ta để cái rác ngay trước cái cửa nhà của người ta. Ủa, quá dị ha. Thì mấy cái trường hợp đó là nó gọi là cá biệt thôi. Thì đó là những người mà thiếu ý thức. Mà một khi các bạn đã gặp những người thiếu ý thức thì dù các bạn ở nhà đất hay các bạn dù ở nhà chung cư thì nó đều sẽ có những cái rất là khó chịu. Hay là như hàng xóm mà nấu ăn rồi để mùi bay lung tung nè, những cái nhà mà cách xa nhau thì còn đỡ, chứ mà nhà gần gần nhau rồi người ta có thói quen là hay mở cửa ra đó, thì dù các bạn ở chung cư hay ở nhà đất thì các bạn đều phải ảnh hưởng bởi những cái chuyện này. Ở trong những cái video mà mình nói về nhà chung cư á, thì thường là mình thấy các bạn cũng nói về vấn đề hỏa hoạn. Thì đúng, nếu như mà các bạn ở trong một cái chung cư mà không được đảm bảo về hệ thống chữa cháy hay là hệ thống báo động thì đó sẽ là một cái vấn đề. Nhưng mà đó là do các bạn thứ nhất chọn chung cư và thứ hai là chọn ban quản lý thôi. Nếu như mà các bạn xây một cái nhà ở ngoài thì bạn có đảm bảo là các bạn đều đi được những cái hệ thống chữa cháy giống như là tiêu chuẩn của phòng cháy chữa cháy hay không? Hay là như những cái chung cư mà mình đã từng ở và chung cư mình đang ở thì hệ thống phòng cháy chữa cháy đó nó được kiểm định, nó được setup rất là cẩn thận và thậm chí là có luôn những cái diễn tập chữa cháy để người ta biết được là khi có hỏa hoạn thì dân sẽ phải di chuyển như thế nào, đường thoát ra làm sao. Đó, thì đó mới là một cái lợi điểm mà mình đánh giá là cả nhà đất hay là nhà chung cư thì nó đều như nhau. Thậm chí nếu như mà các bạn ở những cái chung cư được bảo dưỡng đầy đủ và khá là xịn á,
thì những cái hệ thống chữa cháy đó có khi nó lại còn tốt hơn so với lại một cái căn nhà đất mà các bạn tự xây bên ngoài. Ở trong những cái video mà mình nói về cái vụ mà ở nhà chung cư á, thì rất nhiều bạn có nói là ở nhà chung cư thì theo thời gian dài thì nó xuống giá, mất giá gì đó. Thì mình thấy cái đó thứ nhất là do cách bạn chọn chung cư thôi. Như cái chung cư cũ mà bố mẹ mình đang ở bây giờ giá nó lên rất là cao rồi, cao hơn rất nhiều lần so với cái lúc mà mới mua. Hay là như chung cư mình đang ở hiện tại giá nó cũng cao hơn rồi. Và một tuần không biết tại sao người ta có số của mình, một tuần mình nhận ít nhất là 3 cuộc hỏi mua hoặc là hỏi thuê cái nhà của mình. Cho nên mình nghĩ cái chuyện mà các bạn chọn mua nhà chung cư để mà nó lên giá xuống giá gì đó thì là một cái chuyện mà các bạn đầu tư hoặc là đầu cơ. Phần đó thì riêng mình thì đối với mình ha, cái nhà ở nó cũng chỉ là một cái chỗ mà mình có thể nâng cấp. Nó cũng giống như một món đồ công nghệ vậy đó. Mình có thể nâng cấp, mình có thể bán nó đi sau này, mình có thể đổi một cái chỗ khác. Mình không nhất thiết là mình phải ở một cái chỗ này trong một cái thời gian rất là dài. Và đương nhiên là mình cũng không xem nó như là một cái thứ mà mình cần phải sở hữu trong một thời gian rất dài để rồi pass xuống cho con cháu gì đó. Không, cái đó đối với mình không phải là vấn đề. Thà bây giờ mình sống ngon, sống xịn, sống rất là ổn, còn hơn là lấy cái tiền đó có thể là mình mua được mảnh đất đi, nhưng mà nó nằm trong một cái hẻm rất là nhỏ, xe hơi thì không đi vào được, xe cấp cứu thì khó đi vào, tiện ích thì không có, tiện nghi thì không có, đi lại khó khăn, thì thôi thà mình ở một căn chung cư nó còn sướng hơn gấp nhiều lần nữa. Rồi vậy ha, cảm ơn các bạn rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau nha. Bye bye.